Hôm nay mình chuẩn bị làm cái món ba khía trộn, cho nước bình thủy vô trộn sơ qua, rửa rồi mình đi xé. Đây là nước cốt chanh, là tỏi ớt, là quế. Mình làm cái món ba khía trộn cái nha. Ba khía thì cho nhiều đường chút, đường. Cho tỏi ớt vào, trộn cho thấm đều lên cả nhà, để khoảng 30 phút ăn rất hấp dẫn. Trộn cho nó thấm đều rồi cho bỏ quế vô. Rất ngon nha cả nhà, ba khía trộn đây, ăn với cơm nóng nóng ngon lắm.